Chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở Multi Studio. Bọn mình đang hoàn thành nốt những khâu đoạn cuối cùng. Đấy, có thể thấy là phim đang ở trong góc sơn tường. Ngoài này thì cua đang sơn cửa. Có thể thấy là ở đây thì có ba anh em mình rất chăm chỉ. Còn thằng nữa thì đã đi giao thông với vẹo rồi. Để anh em 1 tỷ thứ việc làm như thế này. Đó, tổng thể xung quanh thì không biết nói nào cả. Các bạn thấy mảng tường rất lớn mà mình vừa sơn được mới xong. Còn phòng Nhật thì hiện tại mình đang đóng cửa lại, nó cũng chưa có gì cả. Và các bạn cần gì có thể được đến để khám phá. Mỹ ra là các bạn có thể thấy là ở đây mình có cửa phòng Nhật đóng được. Đó, ngoài kia thì có một cửa nữa, có chốt nữa. Nên là vào đây các bạn đóng hai lớp cửa vào thì làm cái gì cũng được, không ai biết cả. Đó, bên này có cửa sổ nhưng các bạn phải lo, lần nữa bọn mình sẽ lắp rèm nữa. Cửa bên này bọn mình cũng sẽ độn thêm một lớp gì đó vào để che nốt. Tóm lại là trong phòng này nó rất là kín. Sắp tới bọn mình sẽ mở cửa khai trương lại Mochi. Các bạn xem nào, nhớ qua ủng hộ, tính sẵn các phương án trường hợp đi nhá. Thôi nói nhiều không biết nói gì cả. Thôi xin chào các bạn.